Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Khám phá Huyền Bí. Các bạn thân mến, siêu cá mập Megalodon xưa kia là những ông hoàng của đại dương. Nhưng theo những nghiên cứu mới đây, có thể chúng đã bị những quái vật đại dương khổng lồ và nguy hiểm hơn gấp nhiều lần hủy diệt. Hãy cùng Khám phá Huyền Bí lặn xuống đại dương sâu thẳm để tìm hiểu những quái vật nguy hiểm và tàn bạo nhất thời tiền sử nhé. Mời các bạn đến với video của ngày hôm nay. Cá mập Helicoprion. Điều gì tạo nên sự đặc biệt giữa cá mập Helicoprion và các loài cá mập khác? Thứ nhất, đây là một loài cá mập tiền sử với kích thước khổng lồ, dài đến 11 mét. Thứ hai, đặc biệt hơn, nó sở hữu một hàm răng máy cưa đúng nghĩa ở phía hàm dưới, được phát hiện nhờ một mẩu hóa thạch vào năm 1899. Một nhà địa chất học người Nga tên là Kapinsky đã đặt tên cho nó là Helicoprion, có nghĩa là cưa xoắn ốc. Bởi bộ cưa xoắn ốc của con cá mập được tìm thấy tách biệt với phần còn lại của cơ thể, nên Kapinsky không rõ nó nằm ở đâu trên cơ thể con cá mập. Một số giả thuyết cho rằng bộ cưa này có thể là bộ răng cưa ở miệng giống với cá đao, chỉ khác là tủa lên trên mỗi con cá. Một số khác cho rằng nó trồi xuống dưới như đuôi cá ngựa. Không chỉ ở phần miệng, các nhà khoa học còn đưa ra các phỏng đoán khác về vị trí của cưa xoắn ốc, bao gồm trong phần mặt, dưới phần đuôi hay trên phần lưng như một cơ chế bảo vệ. Trải dài hơn một thế kỷ sau, vô số phỏng đoán đã được đưa ra xoay quanh vị trí của bộ cưa xoắn ốc này. Phải đến năm 2013, họ mới xác định được vị trí chính xác của bộ cưa xoắn ốc. Với cơ chế răng đặc thù, thật khó để hình dung được rốt cuộc loài cá mập này sơi tái con mồi như thế nào. Rốt cuộc, hàm răng lưỡi cưa này không thể xoay tròn như lưỡi cưa thông thường. Mặt khác, loài cá mập này không có hàm trên nên mở ra rất nhiều khoảng trống cho hàm dưới di chuyển tự do về bốn phía, trên dưới trước sau. Do đó, có thể tưởng tượng khi những loài động vật thân mềm như mực hay bạch tuộc lập vào hàm răng của Helicoprion sẽ bị xẻ dọc một đường ở giữa thay vì bị cắn nát như với cá mập bình thường. Sau đó, cơ thể thụt sâu của hàm dưới sẽ đẩy con mồi xuống bụng. Leviathan, con quái vật đáng sợ hơn cả Kraken. Leviathan là một trong những con quái vật nổi tiếng nhất trên thế giới. Truyền thuyết về nó ra đời từ rất sớm, thậm chí cái tên Leviathan còn được nhắc đến trong cả kinh thánh. Leviathan, trong tiếng Do Thái là Leviathan, là loài thủy quái nổi tiếng bậc nhất trong truyền thuyết thần thoại phương Tây. Sách nói rằng Leviathan là loài vật được tạo ra vào ngày thứ 5 của buổi sơ khai. Một số tài liệu còn mô tả, ban đầu, Leviathan được tạo ra theo cặp, có một con đực và một con cái. Trong kinh Do Thái có đoạn, đừng bao giờ hy vọng có thể chế ngự được Leviathan vì nó quá mạnh. Leviathan có hàm răng vô cùng đáng sợ với bộ vảy xếp kín trên lưng, như tấm khiên giáp chắc chắn. Đôi mắt của nó cháy rực và lấp lánh như ánh bình minh, hơi thở đầy lửa có thể làm nước biển sôi sục. Mặt khác, trong văn học Do Thái, thủy quái này được miêu tả như một con rồng khổng lồ với lớp da cứng như thép. Chúng ngủ ở nơi sâu thẳm nhất của đáy đại dương. Leviathan sở hữu hàm răng sắc nhọn và vô cùng to lớn, một sức mạnh khủng khiếp, khó có gì ngăn nổi và đặc biệt ưa thích mùi máu tanh nồng. Đâu chỉ có thế, với lớp da cứng như thép, không một loại vũ khí nào của con người có thể khiến nó bị thương. Mọi cố gắng sẽ chỉ làm cho mọi việc tồi tệ đi nhanh hơn. Không phải ngẫu nhiên mà Leviathan được nhắc đến như vua của đại dương. Mực Big Fin không sở hữu kích cỡ ấn tượng như hai loài thủy quái nói trên, nhưng với những cánh tay dài tưởng chừng như vô tận, loài mực Big Fin cũng xứng đáng ghi tên mình vào danh sách những thủy quái kỳ dị của đại dương. Trên thực tế, mực Big Fin được đánh giá là một loài khá bí ẩn vì hiếm gặp. Do đó, các nhà khoa học cũng chưa có được nhiều thông tin về loài không xương sống độc đáo này. Chúng xuất hiện một cách ngẫu nhiên thông qua các đoạn băng ghi hình một số cuộc thám hiểm dưới đáy biển sâu, với vẻ ngoài khác biệt hẳn so với các loài mực khác do sở hữu những sợi xúc tu mỏng và dài gấp nhiều lần cơ thể. Cụ thể, các xúc tu này ước tính dài gấp đến 15-20 lần chiều dài thân. Các nhà khoa học dự đoán tổng chiều dài của loài mực này có thể lên đến 8 mét hoặc hơn thế nữa. Một số báo cáo cũng ghi lại rằng
Loài mục thủy quái này được tìm thấy tại độ sâu dưới 2.000 mét dưới mực nước biển. Tuy nhiên, chưa có một mẫu vật nguyên vẹn nào được ghi nhận. Leoprorodon. Leoprorodon là vua của những sinh vật biển, sống ở kỳ Jura muộn cùng với cá sấu, rùa cổ đại. Nó sinh sản khắp các đại dương gần khu vực châu Âu. Những chiếc răng của quái thú này dài 7cm và có khoảng 100-210 chiếc răng trong mỗi hàm. Với trang bị tối tân này thì không một sinh vật nào, kể cả trên cạn lẫn dưới biển, có thể sống sót được với một cú đớp. Leoplerodon là một loài bò sát biển dài hơn 6m. Hàm của chúng được cho là dài khoảng 3m, gần bằng nửa chiều dài cơ thể. Với hàm răng khủng bố này, không khó hiểu khi Leoplerodon là kẻ thống trị chuỗi thức ăn dưới biển trong thời tiên sử. Bạn nghĩ nếu như mình quay về thời tiên sử và gặp phải loài quái vật biển này, liệu rằng có cách nào sống sót được không nhỉ? Danlesios. Còn bây giờ là thời gian dành cho loài cá có thể xé xác cá mập thành hai chỉ trong giây lát. Danlesios được coi là loài cá đáng sợ nhất từng sống trên trái đất bởi bộ hàm cùng lớp da cứng như thép. Con vật có thể nhai bất cứ thứ gì trong đại dương lọt vào tầm ngắm của nó. Các nhà khoa học nhận định loài cá cổ đại này có thể là vị vua đầu tiên của các loài thú dữ. Sinh vật sống 400 triệu năm trước và có thể xé xác cá mập ra làm đôi chỉ bằng một phát cắn. Danlesios là một trong những động vật có xương sống, có hàm xuất hiện sớm nhất trong lịch sử trái đất. Hóa thạch của loài này được tìm thấy ở Morocco, Châu Phi, Ba Lan, Bỉ, Trung Quốc và Mỹ. Các nhà khảo cổ học từng tìm thấy mẫu vật cá quái vật Danlesios dài 7,6m và nặng 3 tấn. Với kích thước này, Danlesios to lớn tương đương một chiếc xe buýt 2 tầng ở Anh. Với bộ hàm cùng tấm da cứng như bọc thép màu xám xanh, Danlesios được ví như cỗ quan tài chết chóc của biển sâu. Các nhà khoa học tại bảo tàng Field ở Chicago đã sử dụng hóa thạch Danlesios để tạo nên một mô hình máy tính về các cơ và lực cắn của nó. Họ tìm thấy sinh vật có thể cắn mạnh với lực lên tới 5 tấn và nó mở hàm rất nhanh, chỉ trong 1/50 giây để tạo ra một lực hút các con mồi vào trong miệng. Bởi vì trên thực tế, Danlesios không có cấu trúc răng như bình thường mà chúng sở hữu hai bản xương sắc bén giống như mỏ chim. Các loài cá thường chỉ có lực cắn mạnh hoặc cú cắn nhanh chứ không có cả hai. Các nhà khoa học cho biết, Danlesios là loài cá lớn nhất đại dương trong kỳ Devon. Hình dạng phục dựng ngày nay cho thấy chúng giống như những cỗ xe tăng bọc thép chết chóc. Stithacanthus. Loài Stithacanthus sống cách đây 320 triệu năm. Trên cơ thể chúng có chiếc vảy lớn hình phễu. Mặc dù có ngoại hình khá tương đồng so với loài cá mập hiện đại, nhưng Stithacanthus vẫn gây khiếp sợ với các vảy lưng kỳ dị cùng những cụm gai nhỏ mọc trên đó và mọc cả trên đầu của chúng. Chiếc vảy này có thể đã được sử dụng để ve vãn bạn tình hoặc để phòng thủ. Loài cá mập này có tầm vóc khá nhỏ bé, chỉ dài khoảng 70cm, nhưng thật sự có võ đấy. Điều làm cho sinh vật này nổi bật chính là bộ phận cơ thể trông như chiếc bàn ủi kỳ dị nhô ra từ lưng và phủ đầy bên trong những chiếc răng thô ráp. Thực tế, các nghiên cứu chưa chắc chắn về tác dụng của bộ phận này, nhưng nhiều ý kiến cho rằng chúng hoạt động như một loại ngụy trang trực quan, khiến cho Stithacanthus trông giống như một đồ vật gì đó nổi lên thay vì một loài cá nguy hiểm. Cá răng nanh. Cá răng nanh được biết đến là một trong những loài cá sống lâu nhất dưới khu vực nước sâu của đại dương từng được xuất hiện. Chúng sống ở độ sâu khoảng 5.000 mét dưới biển, nơi có áp lực lớn trên trái đất tới 500 lần. Mặc dù có gương mặt giống quỷ, nhưng cá răng nanh có thân hình khá nhỏ, dài khoảng 16cm, sẫm màu thân ngắn, đầu nhỏ, có nhiều lỗ rỗng, miệng rộng. Thân có vảy nhỏ và nhọn hoắt, màu từ nâu sẫm đến đen. Mắt nhỏ nằm ngay trên đầu. Để bù vào sự kém tinh nhạy của thị giác, cá răng nanh có vạch đường biên phát triển, cảm nhận được dao động của làn nước xung quanh.
Do ở quá sâu dưới đại dương nên cá răng nanh ăn bất cứ thứ gì mà chúng bắt được. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video. Nếu có nhận xét góp ý hay bất cứ câu hỏi nào, hãy cho mình biết trong phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ và hình quả chuông ở bên cạnh để có thể cập nhật những video hay và thú vị nhất từ kênh Khám Phá Huyền Bí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!